Đức Phật đản sinh vào ngày nào? Thưa quý vị, các kinh sách Phật giáo không ghi rõ ngày sinh của Đức Phật Thích Ca, mà chỉ chép lại Đức Phật đản sinh trong một ngày trăng tròn, tháng Vê Sắc theo lịch Ấn Độ. Sự kiện Đức Phật đản sinh, đắc đạo và trở thành đấng giác ngộ toàn năng đã trở thành một dấu son trong lịch sử nhân loại. Mặc dù cho đến nay, nguồn tư liệu về Đức Phật vô cùng đồ sộ và phong phú, nhưng những vấn đề liên quan đến lịch sử, sự kiện trong cuộc đời Đức Phật vẫn còn những tồn nghi. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định chắc chắn rằng Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thực, chứ không phải chỉ là một nhân vật huyền thoại được tín đồ và quần chúng nhân dân thần thánh hóa. Quay lại chủ đề Đức Phật đản sinh vào ngày nào, thì hiện nay có hai luồng ý kiến là Đức Phật đản sinh ngày mùng 8 tháng 4 hoặc ngày 15 tháng 4 âm lịch. Vậy ngày nào mới là ngày đúng? Từ năm 1959 trở về trước, các nước có truyền thống Phật giáo vẫn tổ chức lễ Phật đản vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch hàng năm. Tuy nhiên, Đại hội Phật giáo Thế giới năm 1960 họp ở Phnom Penh, Campuchia đã thống nhất lấy ngày 15 tháng 4 theo lịch mặt trăng làm ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh cho Phật tử toàn thế giới. Sự điều chỉnh này là do đâu? Ngày Đức Phật đản sinh là ngày kỷ niệm Đức Phật ra đời, sao lại thay đổi? Sự kiện này cũng được các nhà sư giải thích như sau. Đức Phật đản sinh trong một ngày trăng tròn tháng Vê Sắc theo lịch Ấn Độ. Nếu chiếu theo lịch mặt trăng thì đó là tháng 4 âm lịch, và theo lịch Ấn Cổ, ngày trăng tròn chính là ngày mùng 8. Như vậy, ngày mùng 8 tháng 4 theo lịch Ấn Độ cổ cũng chính là ngày 15 tháng 4 theo lịch mặt trăng, hay âm lịch như chúng ta vẫn gọi. Tuy nhiên, việc lựa chọn ngày nào để làm lễ Phật đản hàng năm thì còn dựa vào từng tông phái, từng quốc gia. Như phái Bắc Tông thường tổ chức ngày lễ Phật đản vào ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch, còn phái Nam Tông thì tổ chức vào ngày rằm tháng 4 âm lịch. Trước đây, ở Việt Nam chúng ta thường tổ chức lễ Phật đản vào ngày 8 tháng 4 âm lịch, nhưng những năm gần đây, theo văn bản của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lễ được tổ chức từ 8 đến 15 tháng 4 âm lịch, lễ chính vào ngày 15. Và Việt Nam chúng ta đã rất vinh dự được tổ chức Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vê Sắc vào các năm 2008, 2014, 2019. Dự kiến, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vê Sắc Thế giới vào năm 2025, đúng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ngài Hồ Minh ở nơi cung trời hạ phàm, vì thương cho chúng sanh ta bà khổ sầu, Ngài tìm ra ánh quang cho đời tươi hồng, từ đây chúng sanh thoát ra trầm luân. Ngàn hoa thơm kính dâng lên người Cha Lan, lòng con luôn kính tôn nguyện cầu ân từ, nguyện noi theo đến thanh tuyệt vời của Ngài, cùng nhau tiến tu thoát ra khổ đau. Thật là ánh sáng lên và yêu cho con đi, con khói đam mê kia phù du. Tình từ bi vãng ai mong muốn cho muôn loài luôn sống yên vui trong tình thương. Giờ con xin chấm tay nguyện cầu Phật đà, hộ cho bao chúng sanh ta bà đau sầu, về Tây Phương đến nơi đạo tràng nhiệm màu, lòng con chứa chẳng biết bao mừng vui. Tâm Đức Phật từ bi vô lượng, thương muôn loài.